Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 để giải quyết các khiếu nghị của công dân. Tại buổi tiếp, qua kiến nghị về bố trí đất tái định cư của bà Võ Thị Thuận ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, là hộ gia đình chính sách thuộc diện giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang tiến hành rà soát lại các vấn đề liên quan để đề xuất xem xét giải quyết cho bà Thuận một cách phù hợp, trên tinh thần đảm bảo gia đình chính sách có cuộc sống ổn định. Tiếp hộ bà Đặng Thị Dùm ở phường Khuê Mỹ, quận Hoành Sơn kiến nghị áp dụng giá đất cũ đối với diện tích là 13,3 m² đất tăng thêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra làm rõ tính pháp lý đối với phần diện tích trên để từ đó tính giá đất phù hợp theo quy định. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp và giải quyết kiến nghị của hai hộ dân xin gia hạn thuê chung cư. Cụ thể, đồng ý gia hạn cho bà Nguyễn Thị Kim Nguyên thuê căn hộ 406 tại chung cư Nam Cầu Trần Thị Lý thêm 2 năm để xây dựng nhà, sau đó hoàn trả theo quy định. Gia hạn cho bà Hoàng Thị Nga tiếp tục thuê căn hộ đang ở chung cư Vịnh Mân Quang đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hoàn trả theo đúng quy định.